chuỗi thử thách kiểm tra độ mở vai của bạn, bài số 3, tư thế bánh xe hạ mông. Bạn nằm lên vòng rồi từ từ chống tay lên tư thế bánh xe. Đầu tiên bạn hít vào duỗi thẳng chân, thở ra thu chân về gần vòng hơn một chút, rồi kiễng gót chân lên, hạ mông xuống chạm vòng, đẩy cao lồng ngực lên. Yêu cầu là mông chạm đỉnh vòng, mũi chân vuông góc và ngực đẩy cao lên. Chúng ta có thể khép chân lại, tức là chụm sát hai chân lại, làm tương tự như lần đầu tiên. Thêm 5 đến 10 lần nữa nhé. Sau đó từ từ thì mình hạ lưng xuống và ôm gối trả lưng. Ban đầu tập bạn không cần quá cố gắng để mông chạm đỉnh vòng. Bạn cứ tập và quay video lại xem mông mình đang ở đâu rồi nhé.